2 giờ sáng, cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã sẵn sàng. Mũ, gậy, bộ đàm, quân tư trang đã đầy đủ để chuẩn bị lên đường. 3 giờ sáng, giao chắn tại các điểm chốt đã được triển khai. 5 giờ sáng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã tập trung để chuẩn bị cho ngày đại lễ. Không giờ, ngày 7 tháng 5, cả thành phố Điện Biên Phủ dường như không ngủ. Tất cả đều đang háo hức mong chờ đón xem lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại ngã tư đồi A1, như quý vị và các đồng chí đang thấy, toàn bộ hàng rào barrier cứng đã được các lực lượng chức năng giải đều trên toàn tuyến hướng về các ngã đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Tạ Quốc Luật. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã có mặt tại các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Thọ để thực hiện nhiệm vụ của mình. Sân vận động tỉnh Điện Biên vào 5 giờ sáng, các lực lượng bảo đảm an ninh đã sẵn sàng để đại biểu và nhân dân vào trong dự buổi lễ. Do lượng người tham gia chương trình rất lớn, lực lượng an ninh đã tổ chức rào chắn, phân luồng, kiểm soát đại biểu theo đúng thành phần quy định. Trong cái sự kiện này thì thật sự là sự kiện của nhà nước mình nên là mình có cảm nhận là tất cả những cái công tác từ an ninh cho đến bố trí bà con đại biểu vào thì mình thấy là thực sự là rất khoa học này, rất trật tự, rất là tốt ạ. Thật sự là nhìn thấy những hình ảnh là từ các bác, các chú rồi đồng bào cả nước về đây và các mọi người dân tộc ấy, cái cảnh tượng đấy rất là cảm động, tức là không phân biệt bất cứ một ai, ai cũng cảm thấy là phải tham gia cái sự kiện này để là một người Việt Nam, để là quan tâm đến lịch sử của mình. Lúc này là 3 giờ sáng ngày 7 tháng 5. Theo lịch của ban tổ chức, còn 5 tiếng nữa mới tới giờ chính thức diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhưng mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Tại tất cả các vị trí xung quanh khu vực diễn ra sự kiện, các phương án bảo đảm an ninh an toàn đều đã được triển khai. Trước khi chương trình meeting chính thức diễn ra, trời Điện Biên đổ mưa như chút nước. Hòa vào cơn mưa xối xả, phần trình diễn quân nhạc, múa súng và chống hội của đoàn quân nhạc Trung ương và gần 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã mang lại rất nhiều cảm xúc tự hào cho các đại biểu và nhân dân. 7 giờ 45 phút, 21 tiếng pháo rền vang núi rừng của 18 khẩu lựu pháo 105 đặt tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên nền của bài hát quốc ca được hơn 12.000 người hát vang tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Cũng đúng vào lúc kết thúc lễ chào cờ, cơn mưa đã bớt nặng hạt, ánh nắng đã bắt đầu le lói sau những đám mây. Đó dường như chính là sự linh thiêng của cha ông ta, những người đã ngã xuống tô thắm máu đào để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả tô điểm cho không khí hào hùng lịch sử, vĩ đại để mở đầu cho ngày đại lễ. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu cùng bài diễn văn và các phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chiến sĩ Điện Biên và thế hệ trẻ, chương trình lễ kỷ niệm được tiếp tục với phần trình diễn của khối diễu binh bao gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối diễu hành và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật. 11 chiếc máy bay mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc
đỏ thắm tung bay trên bầu trời Điện Biên Phủ. Cùng lúc đó, các khối diễu binh đi qua khán đài, sau đó tiếp tục diễu hành theo ba hướng chính, tỏa ra xung quanh thành phố Điện Biên Phủ nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Để bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến đường các khối diễu binh đi qua, Công an Điện Biên đã triển khai hàng ngàn cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ dọc tuyến, tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân đứng xem diễu binh an toàn, thuận tiện. Chúng tôi đến đây rất sớm, từ lúc 3 giờ thì các đồng chí công an đã có mặt trước chúng tôi rất sớm để chuẩn bị cho cái việc trang nghiêm, giữ trật tự, an ninh để cái buổi lễ trọng đại này được thành công tốt đẹp. Em cảm thấy là những màn diễu binh ở trên này rất là hoành tráng và hào hùng. Em cảm thấy lực lượng công an nhân dân ở đây rất là cố gắng bảo vệ trật tự an toàn giao thông cho người dân và cũng rất là cố gắng giúp đỡ người dân, rất là nhiệt tình. Hai vợ chồng em và hai cháu cũng rất là muốn những ngày lễ lớn của đất nước có cùng các cháu đến tham dự để cho các cháu có thêm niềm yêu quê hương đất nước và từ bản thân em và cho các con của em nữa.